Tối qua tại quảng trường Hòa Bình, thành phố Vị Thanh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang tổ chức lễ khai mạc giải marathon quốc tế Vietcombank Mekong Delta Hậu Giang lần thứ 5 năm 2024. Tham dự có ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Trương Cảnh Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức giải. Cùng dự có lãnh đạo các tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau, Cục Thể dục Thể thao, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các ban sở ngành đoàn thể tỉnh, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Thành công hai cự ly. Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trương Cảnh Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức giải marathon quốc tế Vietcombank Mekong Delta tỉnh Hậu Giang lần thứ 5 nhấn mạnh, qua 4 lần diễn ra, giải tổ chức thành công tốt đẹp và có sức hấp dẫn đối với vận động viên trong nước và quốc tế, giúp quảng bá và lan tỏa thông điệp chống biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và khơi dậy niềm đam mê yêu thích môn chạy bộ rộng rãi trong đời sống. Năm nay, giải chạy thu hút số lượng vận động viên tham dự đông nhất từ trước đến nay, hơn 2,5 lần so với mùa giải đầu tiên năm 2019. Với hơn 10.800 vận động viên chuyên nghiệp, phong trào, tham gia cự ly 5 cây số, 10 cây số, 21 cây số và 42 cây số, kết trên cự ly 1,1 cây số và 2,4 cây số. Trong đó có 19 vận động viên quốc tế đến từ Thái Lan, Nhật Bản, Singapore, Ấn Độ. Giải Marathon quốc tế mùa năm với chủ đề Cùng nhau tỏa sáng, Hậu Giang không chỉ giới thiệu đến bạn bè trong nước và quốc tế những điểm sáng về kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, những chính sách thu hút đầu tư thuận lợi với cộng đồng doanh nghiệp, mà còn tạo điều kiện cho các vận động viên được tỏa sáng trên các cung đường chạy được Hiệp hội Marathon quốc tế chứng nhận, cùng để lại những dấu ấn, những khoảnh khắc ấn tượng khó quên giải chạy tại Hậu Giang. Đặc biệt, với khát vọng đưa vận động viên tỏa sáng trên đấu trường quốc tế thông qua thành tích giải chạy tại Hậu Giang, có thể tham gia các giải chạy lớn trên đấu trường quốc tế trong thời gian tới. Với khát vọng đưa vận động viên tỏa sáng trên đấu trường quốc tế, cung đường chạy năm nay được Hiệp hội các giải chạy marathon quốc tế đo đạt và chứng nhận. Những vận động viên có thành tích tiêu biểu sẽ có cơ hội đăng ký tranh tài ở các giải đấu lớn trên thế giới.